Rộ tin đồn, On không nghe lời sọp, mâu thuẫn với Hoang Phân. Weibo Gaming tới nay vẫn giữ được độ hot với giới Liên minh Trung Quốc, để rồi độ trở thành ngọn nguồn của rất nhiều drama. Suốt LPL mùa hè năm nay, họ vướng không ít tin đồn, nội bộ có vấn đề. Và mới đây, một đoạn mic check những trận đấu cuối tiết lộ hàng loạt rối ren của Weibo. Cụ thể, On được cho rằng không hợp tác với đồng đội, đặc biệt là sọp. Đáng nói hơn, chơi hỗ trợ nhưng anh lại bỏ bê xạ thủ Hoang Phân. Theo đó, On có khuynh hướng thích thi đấu một mình. Anh hay bỏ đường dưới để ganh đường giữa hoặc đường trên. Thậm chí khi giao tiếp, On còn ngó lơ Hoang Phân lẫn Angel. Quan trọng, cuộc đối thoại với The Shy, sọp có rất nhiều vấn đề. Tôi đang đánh nhau ở đường trên. Đợt này tôi có thể lên tham chiến. Đây đều là những lời nói từ On. Nếu không biết rõ Weibo, fan còn tưởng anh là một người chơi đường trên hay đường giữa mạnh mẽ. Nhưng thực tế, On là hỗ trợ. Anh thi đấu bỏ đường dưới thế này thì Hoang Phân làm sao dám đánh. Chưa dừng ở đấy, On còn không nghe lời chỉ dẫn từ sọp. Duy Cầu Giấy nhiều lần yêu cầu ngôi sao Weibo không giúp đỡ, trong khi phía Hoang Phân đang yêu cầu đồng đội hỗ trợ giấy bot. Nhưng cuối cùng, game thủ 19 tuổi lại đứng ở đường giữa. Ngoài ra, lời On đáp lại sọp cũng vô cùng kỳ lạ. Tôi không có việc gì để làm. Trong một lineup đang thi đấu, mỗi vị trí đều mang trách nhiệm riêng. Dù thế nào, ngôi sao 19 tuổi cũng không thể phát ngôn như vậy. Ít nhất, không giao tranh thì anh cũng có thể bảo vệ xạ thủ để farm tài nguyên, check map. Weibo Gaming đã bị phơi bày vấn đề lớn. On thà không có việc gì để làm, còn hơn xuống đường dưới. Hoang Phân bị chỉ trích rất nhiều suốt chặng đường vừa qua. Xạ thủ Weibo sa sút phong độ, chơi kém, nhát tay. Để rồi hiện tại, sự thật sáng tỏ, lỗi không từ mỗi Hoang Phân. Ai cũng hiểu tầm quan trọng của cập bot về late game. Thế nhưng Weibo Gaming hiện nay, hỗ trợ không muốn chơi với AD. Đã thế, On còn không tuân theo chiến thuật từ sọp. Sau tất cả, thử hỏi, Playoffs LPL sắp tới, tương lai nào cho Weibo đây?